huấn luyện viên Kim Sang-sik, đảm nhiệm vai trò mới tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam sẽ trực tiếp giảng dạy một chuyên đề tại khóa học huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp Pro trên AFC VFF năm 2024/25 giai đoạn Y tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Sáng ngày 17 tháng 7, tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã diễn ra lễ khai giảng khóa học đào tạo huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp Pro trên AFC VFF năm 2024/25 giai đoạn Y do Liên đoàn bóng đá châu Á AFC cùng VFF và Liên đoàn bóng đá Nhật Bản JFA phối hợp tổ chức. Đại diện VFF dự lễ khai giảng có ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó Chủ tịch, bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Tổng Thư ký, ông Koshida Takeshi, Giám đốc Kỹ thuật, ông Mai Anh Hoàng, Phó trưởng phòng đào tạo, bóng đá phong trào và các tổ chức thành viên, cùng đại diện một số phòng trên ban chức năng và 18 học viên. Tham gia giảng dạy khóa học đào tạo huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp Pro trên AFC VFF năm 2024/25, giai đoạn Y tại VFF có các giảng viên, ông Takeshi Ono, Phó GDKT AFC, ông Kagezama-san AG, GDKT JFA, ông Koshida Takeshi, GDKT VFF. Ngoài ra còn có một số giảng viên chuyên đề, y học thể thao, quản lý V-League, tổ chức thi đấu, phát triển bóng đá nữ và đặc biệt chuyên đề triết lý đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ do ông Kim Sang-sik, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam trực tiếp giảng ngày 25 tháng 7. Đây là một khóa học đặc biệt được AFC đặt cách tổ chức với hai khóa học trong 2 năm liên tục. Thông thường theo quy định, khóa học chỉ được tổ chức thời gian cách nhau 2 năm, do VFF muốn giúp huấn luyện viên có thể đạt trình độ được cấp phép thi đấu của AFC. Thay mặt lãnh đạo VFF phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ cảm ơn các giảng viên và các học viên đã có mặt tại VFF để tham gia khóa học đào tạo huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp. Thời gian diễn ra khóa học là 2 năm, hy vọng các học viên sẽ giữ sức khỏe để hoàn tất khóa học, cũng như tận dụng tốt điều kiện và cơ hội học tập nhằm tiếp tục nâng cao trau dồi kinh nghiệm bản thân, từ đó góp phần vào sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam. Ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó Chủ tịch VFF cho biết, thay mặt các giảng viên phát biểu tại lễ khai giảng, ông Ono Takeshi, Phó GDKT AFC hy vọng lớp học bằng pro sẽ hỗ trợ cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam, cũng như kế hoạch phát triển các nền bóng đá trong Liên đoàn bóng đá châu Á. Đây là khóa học đặc biệt, nơi không phải chỉ có ghi chép, mà tất cả các giảng viên và học viên sẽ tạo ra một môi trường học tập để cùng cải thiện. Vì vậy, tôi hy vọng các học viên sẽ tiếp cận khóa học với thật nhiều tương tác. Để tổ chức được khóa học bằng pro là điều không đơn giản. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới sự hỗ trợ của tất cả mọi người và mong rằng tất cả sẽ cùng nhau chung tay để có một khóa học thật tốt, ông Ono Takeshi cho biết. Ông Koshida Takeshi, GDKT Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng bày tỏ cảm ơn sự giúp sức của các đơn vị để tổ chức được khóa học này và mong rằng khóa học sẽ diễn ra thành công với sự chung tay của các giảng viên và học viên. Khóa học lần này có 18 huấn luyện viên từ các câu lạc bộ V-League 1 và V-League 2. Đặc biệt có học viên nước ngoài là Morrow, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ PVFC AND, Bồ Đào Nha và một học viên nữ là huấn luyện viên Nguyễn Thị Mai Lan, cựu cầu thủ nữ đội tuyển quốc gia Việt Nam, hiện là huấn luyện viên nữ trẻ Việt Nam. Khóa học đào tạo huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp Pro trên AFC VFF năm 2024/25 gồm giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 sẽ diễn ra từ 17 tháng 7 đến 31 tháng 7 tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam.